Rồi chào đấy, chào thấy các bác, em đã shop cành PCP02 hoặc là shop chuyên cành kẹo anh em nhé. Đấy, shop PCP02, shop chuyên cành kẹo, Zalo em vẫn là 0915010815 hoặc là 0919877936 nhé. Hàng em thì vẫn anh em đã biết rồi, vẫn ship code CD toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và công thức thứ hai là em có thể hỗ trợ cho anh em là chuyển khoản, thì nếu cảm khác anh em cảm thấy tin tưởng thì anh em có thể chuyển khoản cho em, thì anh em sẽ hỗ trợ cho anh em là ship không đồng. Thứ hai nữa là nó sẽ đỡ nguy hiểm hơn, và anh em nếu anh chuyển khoản bớt thì cái đơn hàng nó cũng sẽ hạ giá trị cái đơn hàng xuống, thì nó sẽ đỡ nguy hiểm hơn vì Tết nhất đến nơi rồi. Thì chắc thì anh em muốn mua những mặt hàng nào chơi thì anh em cứ liên hệ qua cho hai số Zalo cho em. Thì hôm nay em sẽ review cái mẫu cành của bên em, thương hiệu của bên em, và anh em có đáng sử dụng hay không thì anh em xem em review thực tế nhá. Đấy, cái dòng cành đây là cái cành CQC, thì anh em cũng thấy em lên một hai video rồi. Đây là cành, này là cành CQC anh em nhé, có số điện thoại Zalo, có số điện thoại của bên chuyên cành. Cành này là cành thương hiệu của bên em, mà cái này cành giá sinh viên nhất để dành cho anh em chơi, và anh em muốn chơi cái giá sinh viên mà đắp cấu hình tầm trung mà vẫn có thể đem ổn định là 70 đến 80 mc2, và anh em có thể nhặt vừa vô tư. Dòng này là dòng 9 khương em nhé, 9 khương dòng này thì anh em có thể chơi được cả nấm, chơi được cả sloop anh em nhé. Đó, anh em chơi sloop thì bao phê. Đấy, cành này anh em chiến đường khương nhờ, độ xoắn của nó rất cao. Cành này thì độ trụng chơi nó rất cao luôn anh em nhé, giá chỉ 1,5 triệu, nhưng mà em cam kết là đường khương em xử lý rất ok. Khi anh em nguyên nhân anh em chọn một cái cành mà chơi ok thì anh em thông cái viên kẹo qua. Thứ nhất là cái ổ đạn nó kín mít, thì nó sẽ dẫn đến cái đường hơi nó kín, thì nó anh em độ nó áp nó cao, nó sẽ chơi nó đến dẫn đến là nó chơi trụm. Thì cái đường khương, thứ nhất là cái đường khương mình thông qua cảm giác nó mút đều, nó cảm giác mút kéo tay mình lại mà không bị vập, hoặc là không tình trạng khương nhỏ khương to, thì anh em chơi cái cành này 100% là anh em chơi rất là ngon. Đấy, cành này em bao độ test 80 đến 90 mc2 cho anh em xem. Đấy, em vẫn bảo hành là bao một đổi một cho anh em nếu lỗi anh em nhé. Đấy, ổ đạn này anh em chỉ ổ đạn cho, ổ đạn riêng em thì rất kín mít luôn, em sẽ thông qua bên kẹo cho anh em xem luôn. Đấy, em thông qua này, cành em đã xử lý rồi nhá, xử lý cực kỳ mút luôn cho anh em. Giá chỉ có 1,5 triệu dành cho anh em chơi sinh viên, anh em muốn chơi cành giá rẻ cho anh em. Đó, anh em phải đi tìm đâu xa những cành giá rẻ đúng không, chỉ 1,5 triệu anh em đã có một cái cành, đã biết shop của em rồi đúng không, đủ uy tín nó như thế nào và độ bảo hành của em nó như thế nào rồi, anh em đã mua hàng bên em để anh em cho em feedback bên dưới video. Đây, 1,5 triệu anh em không chơi cành này anh em chơi cành gì nữa, 9 khương anh em nhá, khương vuông nhá. Đấy, độ bền khương của nó rất cao luôn cho anh em. Đấy, 1,500k bao ship cho anh em. Đấy, còn nếu anh em muốn chơi dòng cao cấp nhất, độ vươn của nó xa nhất, thì anh em nên chơi dòng QC02, đó là cành thương hiệu của bên em rồi. Thì em báo giá luôn là giá của nó sẽ là 2,5 triệu. Em có bản từ 8 khương, 6 khương này, 8 khương, 10 khương, 11 khương và 12 khương em nhé. Đấy, anh em thích chơi chuyên số lúc thì anh em nên chọn 6 khương này. Đây, cái bản 6 khương này anh em chưa, bản 6 khương thì dành cho anh em chơi sloop nhá, đặc biệt thì chơi sloop thôi. Nếu vươn xa mới nhận mồi cự ly 140-150m và độ trụm cao và đạt được tốc cao. Đấy, hạ con mồi nhanh thì em nên chơi chọn cái dòng 6 khương này. Đấy, giá cũng chỉ là 1 triệu, giá là 2,5 triệu, chuyển khoản 2,2 triệu. Em có hỗ trợ tặng kèm một hộp kẹo. Đấy, và anh em nếu anh em có cả lò xo piano, anh em chọn lò xo piano cũng được. Đây, hộp kẹo này. Em hết kẹo sloop nha, em đang hết kẹo sloop thì em sẽ thông qua cho anh em nhìn khương, độ cắn khương nó như thế nào. Đấy, cắn khương của kẹo nấm nhá anh em nhá, kẹo nấm nhá. Đây. Đấy, em chọn này, cành này, khương cắn rất đều không, từ đầu nấm đến chân nấm nhá, chân váy nhá. Anh em đã biết cái độ xử lý cành của em nó thế nào. Thứ nhất, cành bên em nói không với thắt đôi chuột, không nói không với hõng ở giữa, cảm giác nó mút đều, em kiểm tra khương. Đấy, em mới dám bao đùi trả cho anh em. Đấy, anh em khương này. Đấy, cán rất đều anh em nhé. Đấy, 2,5 triệu tặng kèm một hộp kẹo hoặc là một cái lò xo. Đấy, em có cả FX anh em nhé. Đây, đây là cành FX anh em nhé. Em sẽ quay vào khương cành FX. Đấy, thì nói chung là hôm nay là những cây cành nào em mang ra để em chuẩn bị xử lý gửi cho khách thì em thông thôi, nó sẽ không đủ phiên bản đâu. Đây là phiên bản 11 khương của QC02 này. Dòng này thì nó chơi rất ổn định, anh em có thể bon chen được cả sloop nhé. Đấy, và chơi được cả nấm. Dòng khương kim này thì độ vươn xa của nó rất cao, độ vươn xa nó cao và nó rất dễ căn chỉnh anh em, thì hiểu chưa, nó rất dễ căn chỉnh cho anh em luôn. Đấy, dòng này thì nó dễ căn chỉnh. Riêng dòng FX này anh em mà phay lỗ dòng sim nhá,
không biết mà xử lý cái chỗ mà phay đỗ sim thì nó viên kẹo nó ra thì nó sẽ không nguyên vẹn nhá. Thứ hai nữa, đây viên kẹo em nó sẽ tự lọt qua bên trong này. Đó, em xử lý hết vía rồi. Rồi em sẽ thông kẹo ra cho anh em xem. Đấy, thông kẹo qua cảm giác nó mút rất đều cái cành. Nó không hề bị dằn, hoặc là anh em cảm giác như anh em đi xe trên đường gồ ghề. Đó, cảm giác như anh em đi xe trên nhựa là anh em chơi chắc chắn là sẽ trụng, anh em chơi cành anh em sẽ biết. Đây, 11 khương này quá đỉnh đúng không? Cắn cực kỳ ngon luôn. Đó, anh em mà lắp cho cái dòng Q2 lỗ, Q3 lỗ thì quá ok luôn. Đấy. Như anh em mà mua Q bên em thì em có những cái dòng Q FX Super X này, Aya này, đấy, cái cây cấu hình của em đang lắp ráp.